Nên là cả nhà hôm nay mình đi rửa xe nha các bạn. Bây giờ mình đang ngồi trong xe thì xe nó chạy lên đó, bắt đầu là bây giờ vô rửa nè, rửa dưới gầm, rửa trên mui, rửa hết các bạn. À, mình đang chạy lên cầu, cái cầu rửa xe đó chứ không phải cái cầu ấy đó nha bạn, cái cầu rửa xe đây đó. Giờ cả nhà thấy không, nước đó, nó xả ra hai bên, ở dưới ở trên, coi như bốn phía luôn đó. Là vô cái chổi này là nó đánh đó. Bây giờ nó bốn cái một lượt các bạn, bốn cái một lượt luôn đó, rồi một cái ở đầu, một cái ở đít, hai bốn cái hai bên cái chổi của nó đó các bạn. Đây là cái quá trình nó đang rửa các bạn này. Rồi bắt đầu hai cái nhỏ này nó rửa hai bên hông các bạn. Đây là cái nhỏ này, là cái đen đen ở chổi là hai bên. Hai bên luôn nha các bạn. Bên kia cũng cái luôn nè, đó. Đó. Xong bắt đầu mình tới cái nano fesi luôn. Đó các bạn. Cleaner polytour là nó làm cho bóng sáng lên đó các bạn. Unterboden waschen là nó rửa ở dưới gầm xe, unterboden. Đó, rồi qua đây là bắt đầu nó làm khô, nó sấy khô. Qua và qua cái không công đoạn này sẽ go bitternit bremsen. It's fast like hopes. À, nó kêu mình là không có thắng. Bitternit bremsen là không có, đừng làm ơn đừng có thắng đó. This is the fern. Bắt đầu bây giờ họ bắt đầu họ thổi cho khô các bạn, họ quạt cho khô. Ở đây là cái máy sấy cho nó khô, quạt cho nó ra hết cái nước trên xe đó các bạn. Đó. Đó cái ống đó, nó cái ống máy ở trên này là nó thổi cho cái gió rất là mạnh nha các bạn, thổi cho khô luôn đó. Đó. Đó cái này hai bên luôn. Hai cái chổi. Rồi qua cái này nó quét một lần nữa cho cái nước nó còn lại đọng trên xe nó tuôn ra đó các bạn. Đó. Xong bắt đầu bây giờ chui qua cái chỗ này. Mình lái qua khỏi cái vàng này, nó kêu là nó quét lại một lần nữa cho nước nó xuống hết đó các bạn. Rồi bắt đầu mình lái ra kia. Thì mình sẽ đậu vô trong cái một cái plat cho chỗ đó. Mình đậu vô cái plat chỗ này. Hier. Đó. Rồi bắt đầu nó có hai cái máy hai bên, là bắt đầu bây giờ mình hút bụi nè. Đó cái ống này nè các bạn, cái ống này cái không khí nó rất là mạnh luôn chứ không phải giống ở nhà mình hút đâu, nó mạnh lắm, hút bụi sạch sẽ hết các bạn, hút ở trong lòng xe. Bây giờ trong lòng xe nó dơ lắm chứ ở ngoài thì nó sạch rồi, nhưng mà xe của Kim rửa một lần vậy không biết có sạch không, ở dưới gầm lâu quá rồi đó. Lâu quá rồi không có rửa các bạn ha. Suốt một mùa thu với mùa đông luôn. Mùa hè thì mình rửa sạch. Rồi bắt đầu tới mùa thu thì cứ tuyết nó rơi với mưa lay bay lất bất hoài. Cho nên từ chỗ đó Kim không có rửa. Đó các bạn. Hả? Bạn coi ở trong cái xe này nó rửa vẫn không sạch nha các bạn nha. Nó rửa mấy cái này không có sạch đâu. Kim rửa là Kim về Kim phải lấy đồ Kim lau chùi ở phía bên trong nó mới sạch hết, chứ cái đó rửa không có tài nào sạch được hết đâu. Rửa xe xong rồi bắt đầu giờ mình đi về, đi qua sẵn ghé qua cái chợ này mua đồ ăn luôn rồi về luôn các bạn ơi. Đó, các bạn theo chân mình nha. Đây là cái chợ Penny các bạn. Vô đây nó rộng rãi, ghê lắm, đồ đạc quá trời. Ở đây nó có cái quầy hàng, quầy ASEAN nè các bạn. Nó bán đồ, nó bán mì cũng ASEAN, bún miếng nè các bạn, cũng ASEAN.
rồi nước cốt dừa đó, nước cốt dừa nè, rồi măng đó, với lại sốt sốt sò sô sò, còn cái này là cũng chili sô sò nè các bạn. Ở trên là xì dầu á, Kikoman cũng có nữa nè, mà giá nó cũng cao các bạn, không có lắm, không có rẻ đó. Tỏi rồi tiêu, tiêu xanh rồi này kia nọ có hết đó. Măng nè, măng có, măng mà có dầu với có đồ gia vị trong đây nữa, nhưng mà cái đó thường thường Việt Nam mình không có ăn. Có cái nui đần, cái nui này thì nấu bánh canh là được đó các bạn. Đó, cái nui này nấu bánh canh được, nui này nấu bánh canh được. Đây nó bán đồ ASEAN đó các bạn. Đó, tiêu này nó tán bóp, tiêu hột, mà tiêu sọ đó các bạn, tiêu này tiêu sọ không nè ha. Rồi ớt đó ha, nó bán đồ, cái quầy này là quầy ASEAN ở đây đó. Ờ, cái cua cần này khó phần vì lấy tầm mà good make good so optional đây là sau not so good lấy tầm mà tôi hạt cái khấu vô hình ở này là đủ thứ da u sữa chua rồi rồi các cái chợ bên này nó lớn vậy. Này cá hộp, cá hộp này rất là ngon. Kim ăn cái cá hộp này nè các bạn. Đâu rồi? Ở đây nó không có. À đây, cái loại cá hộp này rất là ngon. Cái loại này nè các bạn, rất là ngon. Đó, kiểu là satin là cái con cá nó như con cá, cá cơm trỏng các bạn. Nhưng mà nó không phải cá, cá gì? Cá gì giống như cá nục quá. Ờ à, đúng rồi, cá nục quá. Đó, nhưng mà nó không có da, nó không có xương toàn bộ phi lê hết. Ngon lắm các bạn ơi, em ăn hoài. Còn cái này là salami. Thích ăn già vi hâm đâu, thích ăn cái bột này lắm nè, 2.79 sen nè. À, spy oronoi chips mea smack, mea smack it is a little more đó. Còn cái này là quầy thịt. Ồ, bữa nay có gà tươi. À, có súp bình hun tươi, nhưng mà nhà mình còn. Dạ, cái bắp cơ đó. Nhà mình còn. Dạ, còn 3 con gà súp nữa. À, này cái gì? À, behaisis. Schweinefilet. Speckmantel. À, ở trong nó cuốn thịt, ở ngoài nó cuốn cái bacon đó các bạn. À, speck đó. Ngon lắm, cái này ngon lắm, như mua và nướng lên rồi xong rồi sắc lát và ăn cái bánh mì đó. Thôi đây cái quầy thịt của nó, bữa nay Kim có thịt đầy đủ rồi. Còn ở đây là cái quầy nó bán giống như há cảo rồi này kia mà của Đức hả? Dạ, không là đa hô lần rồi đó, đó. Đó, ở đây này nó bán kem, kem cây là có sẵn trong hộp mua về, để đông đá mua về phải buồn buồn thì lấy ra ăn thôi đó. Có cây sẵn, cây kem luôn, mà mùa hè thì Kim ăn, đến mùa đông Kim cũng có ăn lạnh lắm. Mùa hè Kim mua về để trong tủ đá. Đó, là Kim ăn một tuần lễ hết hộp rồi các bạn. Hộp thôi 7 cây, 6, 8 cây gì đó. Đây nè. Này là những cái chili con can, cái xô sò. Còn ở đây thịt vịt nè. Thịt vịt đó nó chiên, mình về mình bỏ lại bắt ấu phần, mình chiên xong rồi ăn đó. Thịt vịt nó bán theo kiểu Asia. Còn ở đây là cái quầy bán đồ cho mèo, cho chó. Đó, các bạn thấy thức ăn cho mèo không? Mèo, mèo ở đây, chó ở đây. Thức ăn cho chó, cho mèo đó các bạn. Đó, thức ăn cho chó cho mèo nè, đồ hộp không của nó không á, nó ăn cũng giống như người ta ăn vậy đó các bạn. Đó,
giấy toilet. Này ra mắc đồ shop. Shop. Så vi lekte med at vi hadde det her. Ja, ok. Ok. Roller, bà bia hợp nó. Ok. Còn đây là lăn nát, đủ thứ, dầu rửa tay, rửa đồ, rửa mặt. Còn đằng kia là vai, rượu. Chợ này nói chung là tương đối nó cũng không nhỏ mà không lớn, đủ cho mình. Đồ ăn vặt, popcorn. Này Haribo nè các bạn. Chừng nào mà về Việt Nam mình mới mua, chứ giờ họ mua về không ai ăn, nhà kia cũng có con nít. Đó. Đây là bạn, mình đi cái chợ này, gọi là chợ Penny các bạn nha. Chợ Penny, đó. Giờ bia cũng còn ở trên cốp xe mà mua thêm sẵn trong cái chợ này, mua luôn các bạn ơi. Bữa nay chợ này nó có cải chìa này, cải này là bán, không phải cải chìa, cải này cải gì kiếm biết tên nữa. Ừ, cải ngọt hả? Đó, nó ở đây cái gì cũng phát choi, cái gì choi, papa choi, phát choi, cái gì cũng choi hết. Papa choi. Đây là phát choi. Papa choi. Đó. Rồi mua mì gói, mì Kim thích ăn cái mì gói này nè các bạn, nó không có cay. Đó, mà mì gà. Đó, nó 49 sen một gói các bạn, mua 10 gói. 49 hay 50 sen gì đó, nó cũng vậy thôi. Ừ. Đó, bánh mì, còn cái này Kim mua cái knot đó. Đó. Khoai tây mà gà họ giò viên các bạn, khoai tây bột đó, với sữa với trứng gà trong này nó giò lại viên vậy nè. Đó là mình về cái mình luộc đi rồi chờ trong xã Kim đem đi làm, mình làm nước sốt. Đó. Bữa nay có khoai tây đỏ, Kim mua khoai tây đỏ về chờ ảnh ăn. Đó. Lâu quá rồi không ăn khoai tây đỏ. Xong ăn mì các bạn. Cola cũng còn trên xe. Sữa. Kẹo ho cho Kim. Ở đây nó có cái này nè các bạn. Cái này là nui á. Nui như là udon vậy nhưng mà nó không phải. Cái đó nấu bánh canh ăn ngon. Còn Kim có mua nửa ký linh chi nè, ăn thử coi có ngon không. Trời ơi. Rồi các bạn hỏi hôm nay mới rửa xe đó. Nó sáng là như mới. Ủa mà sao trong camera cái màu nó xấu quá. Ở ngoài cái màu xanh đậm đẹp lắm. Ở trong camera nó hơi tươi một chút. Kim vẫn thích màu xanh đậm. Mà chợ này bữa nay Kim mua quá trời đồ luôn. Mà sao có sáu mấy đồng rẻ những đứa nữa. Pak choy. Pak choy. Pak choy. Pak choy. Pak choy. Pak choy. Hay là tại cái camera của Kim nó dơ không biết nữa các bạn ơi. Cả nhà hôm nay mình đi metro á. Mình mua hai con vịt, mỗi một con 2,1 kg. Con này 1,9 kg. À 1,9 kg đúng rồi. Một con này cũng là 2,1 kg. Con 2,1 kg 1,9 kg. Rồi. Hai con. Với mua bịch tôm này bây giờ mình nấu mì mình ăn ha. Cái này là cho ông xã đi làm. 1,7 kg. Bữa nay nó rẻ các bạn ơi. Sườn này về để ram. Rồi. Nhiêu đây thôi. Hồi nãy bên Globus thì mua cũng cũng nhiều rồi. Bên Globus mua cũng nhiều. À, với lại mua một cái 4 con chim cút. Cái này để Noel mình đem xuống má chồng mình làm. Đó, hôm nay đi chợ metro đó các bạn, nhiêu đây đó. Còn cái này là hồi nãy mình mua bên Globus. Táo này giờ để mình làm salad cho ông xã mình ăn đi làm nè các bạn. Với lại mình cũng ăn hay ăn lặt vặt. Đây cái này là khoai tây from fish. Còn ở đây là mình mua giò heo. Đó, 1,8 kg giò heo người ta cắt bằng máy ra như vậy này cho mình nè các bạn về nấu bánh canh. Bữa giờ thèm bánh canh mà không có giò heo thì không có ăn. Đó. Ở đây nè các bạn, đây là cái chợ Penny nè. Đó. Mà nó ở Valse, còn cái Kim là ở thành phố. Ở đây nó cái đọt. Nhưng mà cái chợ Penny của nó lớn lắm các bạn. Nó lớn hơn trên chỗ nhà Kim trong thành phố, cái chợ nhỏ xíu.
Còn này nó nằm ngoài ven nên chợ nó lớn. Đó, bây giờ trời tối rồi, thôi mình đi về các bạn ơi. Rồi cả nhà ơi, bây giờ mình hai vợ chồng mình lên xe đi về. Mình giờ lên xe đi về là các bạn thấy trời tới thui tới mò rồi nè đó. Thấy chưa? Rồi tới thui tới mò rồi đó các bạn. Giờ này là 6 giờ 56 phút, coi như là 7 giờ đi. Mỗi lần á, mùa hè 7 giờ trời sáng trưng. Tới 10 giờ trời cũng vẫn còn sáng. 10 giờ đêm đó các bạn nha. Linh chi sao mà trái ngọt, trái chua, trái chát gì nè. Linh chi smack. Dạ. Hôm nay đường xá cũng khô ráo, cũng đỡ cả nhà ơi. Đó. Lịch hợp cái đó, fan in the camera. Nay đường xá sạch sẽ, không có tuyết, không có mưa, rất là tuyệt vời. Hôm nay là 12 độ rưỡi nha các bạn nha. Ôi cha, bây giờ còn có 8 độ đó. Rồi tối nữa là ngày mai tới nửa đêm á là còn khoảng chừng 2 độ các bạn nha, có khi là 0 độ cũng chừng. Khí hậu thời tiết ở bên này nó rất là bất bình thường. Cho nên từ chỗ đó Kim nhiều khi Kim nói trời ơi, khí hậu ở bên Đức này á, nó cũng không có được bình thường giống như đàn ông Đức vậy bạn. Chồng Kim cười quá trời luôn. Giờ này còn lợn cợn vài đám mây trắng sót lại chứ không phải là mặt trời đâu các bạn, không có sáng vậy đâu, đó là mây trắng. Chứ còn bình thường mùa đông hả mà trời như vậy là đẹp á. Mà sao ngộ nó, cái vùng của Kim ở năm nào cũng vậy hết á. Phải mà tới Giáng sinh nó là không có lạnh các bạn. Mà trước Giáng sinh rồi lạnh teo luôn. Ngộ vậy. Bây giờ mấy cái vùng kia thì tuyết rơi trắng xóa hết trơn. Chỉ có chỗ của Kim ở, tại vì Kim ở miền Tây của nước, Tây Nam của nước Đức. Cho nên là nó nằm ở một thung lũng các bạn. Cho nên nó ấm, nó không có lạnh giống như là mấy chỗ kia đó, các bạn. Mấy cái vùng giống như là vùng miền Trung nước Đức, miền Bắc nước Đức, trời ơi giờ này tuyết thôi các bạn biết không, trắng xóa hết một vùng chứ không phải giống như ở đây mà như vậy đâu các bạn nghe. Ở đây là trung tâm mua sắm của thành phố của Ludwigshafen đó các bạn. Seit morgen werde ich arbeiten, komme ich sehr dunkel. Wir müssen sowieso ins Auto morgen der Rest holen. Dann kann man Video machen da vorne. Okay. Wir müssen sowieso ins Auto, dann können wir okay. Vorfahren. Kim thấy cái chỗ kia. Nicht alles mitnehmen heute. Okay. Kim thấy cái chỗ kia nó có nó đẹp lắm các bạn ơi. Kim tới muốn tính tới quay phim mà ông xã Kim nói thôi bây giờ đi về, đi đồ mua trên xe nhiều quá. Về anh còn đem về nhà nữa. Ngày mai anh sẽ chở em đi qua đó quay. Ở nhà Kim đi mình cũng được chứ mắc mớ gì, phải chờ ngày mai anh về chợ. Các bạn bảo xã Kim tội nghiệp lắm, đi đâu á thì anh nói đi với ảnh đi, có gì anh xách rồi cho em khỏi xách nặng đó. Mua sắm rồi gì là anh xách hết, không có một cái túi nhỏ cũng không cho Kim xách nữa, các bạn lấy hết, dành hết một mình, dù có nặng đến đâu cũng xách một mình đi chợ mua đồ là vậy đó các bạn. Thôi bây giờ cũng sắp sửa về tới nhà Kim rồi, cái khách sạn này nó sửa bữa nay xong rồi nè các bạn. Trời ơi cái đèn đó. Bây giờ Kim gần tới nhà rồi các bạn ơi. Thôi thì Kim cũng cái video này Kim xin khép lại tại đây. Không quên chúc cho cả nhà một buổi tối vui vẻ, an lành, hạnh phúc bên gia đình nha các bạn yêu. Kim xin chào tạm biệt, hẹn gặp các bạn video sau nhé. Bye bye.